và vì sao nó lại hot như vậy. Thì xe được trang bị động cơ 373cc xi lanh đơn DOHC, sản sinh ra công suất 43 mã lực tại 9.000 vòng và 37 Nm tại 7.000 vòng, với thân xác chỉ 158kg trọng lượng khô. Xin nhắc lại, chỉ 158kg, và đây là con xe ADV dưới 500 phân khối, có thể nói là nhẹ nhất trong phân khúc. Chỉ 158kg, gần như là nhẹ bằng một chiếc cao cao 250 bản thương mại. Và đó là đặc điểm chính và mạnh giúp cho ADV 390 có một cái độ linh hoạt cực kỳ linh hoạt và cái cục máy sức mạnh cực kỳ bóc. Rồi, so với đời 2021 thì đời 2022 KTM đã nghiên cứu và lắng nghe người tiêu dùng. Khi mới bắt đầu ra mắt thì chiếc xe này dành cho người châu Âu và khá là cao. Khi đó chiều cao yên lên tới là 860. Và 860 thì sẽ rất khó cho những anh em 1m7 có thể chống chân, 1m65 có thể chống chân. Thì phiên bản 2022, chiếc xe đã được gắn sẵn bộ lowering kit và giúp cho chiều cao yên chỉ còn 830. Điều này giúp cho những người 1m65, 1m7 có thể chống chân thoải mái. Kèm theo đó là chế độ tùy chỉnh dễ dàng trên thân phục, compress và rebound, có nghĩa là độ nén và độ hồi, giúp cho anh em có thể chinh phục những địa hình khó và tùy chỉnh theo những cái cách chạy của anh em một cách đơn giản nhất và dễ dàng nhất, chỉ cần chỉnh trên thân phục. Phía sau phục cũng được cải tiến, có thể tùy chỉnh độ cứng mềm của cây phục ở phía sau bằng một cái nút rất là đơn giản. Đây là thay đổi khá là đặc biệt so với đời 2021. Rồi, nếu mà nói về KTM thì đương nhiên là không thể thiếu về công nghệ. Đây là một chiếc xe được trang bị gần như là nhiều công nghệ hiện đại nhất trong phân khúc Adventure dưới 500 phân khối. Có thể kể tới, đầu tiên hai chế độ lái là Street và Off-road. Xe dưới 500 phân khối và có hai chế độ lái. Khi mà anh em đi bình thường anh em để Street, còn khi mà đi Off-road chỉ cần bấm một nút đơn giản trên hệ điều khiển, bướm ga sẽ tinh chỉnh lại phù hợp với lại đường Off-road. Ngoài ra, xe có Moto Traction Control, có nghĩa là kiểm soát được cái bánh. Khi chuyển qua chế độ off-road thì Moto Traction Control cũng sẽ tự động tích hợp để kiểm soát được cái bánh, giúp cho xe không bị sàn, ít bị sàn, ít bị lắc ở trên những địa hình sỏi đá, bùn lầy, đất, downhill nhiều. Ngoài ra, còn có Cornering ABS. Cornering ABS giúp cho anh em có thể dùng hết toàn bộ lực phanh ở trong cua, và đương nhiên nó sẽ an toàn hơn ABS bình thường. Off-road ABS có nghĩa là tắt ABS của bánh sau và hãm lại một phần ABS của bánh trước. Để chi? Để khi những cái đi xuống những cái con dốc lớn thì ABS hoàn toàn không có tác dụng gì hết. Mình phải có cái hệ thống gọi là off-road ABS sẽ giúp hãm lại xe an toàn hơn, đáng kể hơn rất nhiều. Ngoài ra còn có Wheelship. Wheelship cũng là một trang bị cực kỳ hiếm cho xe dưới 500 phân khối, và Wheelship là tùy chọn, anh em có thể mua thêm. Và đó là tất cả những gì nổi bật nhất của KTM 390 Adventure 2022.